Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ nói chung và về hoành phi câu đối nói riêng, ngày hôm nay ngày 29 tháng 7 năm 2022, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục cập nhật các cái đơn hàng tới từ các khách hàng đã đặt hàng trong thời gian vừa qua. Thì trên hình quý vị và các bạn, đây là một bộ hoành phi câu đối liền khối gỗ hương đá và một chiếc ban thờ phụ, ban thờ gia tiên kèm với một ngai thờ và bài vị. Bộ combo sản phẩm này là đưa đặt hàng tới từ gia đình anh Hải tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Còn anh đang công tác thì trong thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh cũng đã đặt chúng tôi một thời gian rất là dài. Thì hôm nay có song mộc, chúng tôi quay lại chi tiết một lượt gửi tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang quan tâm theo dõi về chuỗi video hoành phi câu đối hàng liền khối. Đây là bộ hoành phi câu đối được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi và là hàng liền khối, hàng siêu VIP, hàng mắc tiền nhất hiện nay. Đầu tiên chúng ta đi vào bức hoành phi. Thì hoành phi câu đối là gì? Hoành là ngang, phi tức là phô bày. Thì theo nguyên cái nghĩa của tiếng Hán thì hoành phi là cái tấm bảng nằm ngang. Và có thể hiểu đó là tấm bảng hình chữ nhật được treo ở trên cao và chính giữa của gian nhà. Bên trong thì được khắc các cái chữ nổi, chữ Hán, thường thì có 3 đến 4 chữ. Và có thể coi đây là một bức họa. Nội dung thì chúng ta có thể khắc khác nhau: Đức Lưu Quang hoặc là Phụng Tổ Đường, Phụng Gia Tiên. Ở đây được điêu khắc đó là Ngũ Phúc Lâm Môn trên nền chất liệu gỗ hương đá. Và tấm ván này có độ dày là 6 cm, liền tấm liền khối, hàng không ghép, hàng đục thành khung tranh luôn trên tấm liền. Bức hoành phi này có chiều dài là 2m17, rộng 6m7, được điêu khắc 4 chữ Hán Nôm Ngũ Phúc Lâm Môn và được dịch ra đó là 5 phúc vào cửa, xen kẽ là chuyện tàu lá dắt, bên trên nền gấm chữ vạn. Và kích thước là dài 2m17, rộng 67, dày 6 phân, hàng liền tấm. Và kích thước của đôi câu đối là rộng 28, dày 5 phân, tức là dày 5 cm, và chiều dài là 2m17. 2m17 thuộc cung tài lộc và 28 thì thuộc cung đăng khoa, trong kích thước chuẩn phong thủy, thước số đỏ, số đẹp để làm về đồ thờ cúng tâm linh. Và về nội dung thì câu đối vế phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Ý nói là tổ tiên của chúng ta có nhiều công đức thì mong cho muôn đời được thịnh vượng. Đó là về ý nghĩa của bộ chữ Hán Nôm. Và ở đây chữ Hán Nôm đều có phụ đề tiếng Việt. Cho tất cả quý khách hàng không hiểu biết gì về chữ Nho, chúng ta cũng có thể dịch được. Câu đối của phía trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ý nói là con cháu có hiếu có thảo thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Phần rèm của câu đối là bầu rượu túi thơ, xen kẽ là gấm hoa chanh. Và trong lòng chữ Hán Nôm phụ đề thì được điêu khắc trên nền gấm chữ vạn. Đây là bộ đôi câu đối đầu vuông. Phía dưới này điêu khắc đó là Kỳ Lân, bên trên là Phượng Hoàng. Thì Phượng Hoàng là tượng trưng cho các loài chim. Trong các loài chim thì chim Phượng Hoàng là loài chim đẹp nhất. Còn về Kỳ Lân thì tượng trưng cho thịnh vượng, thái bình. Kỳ Lân thì chúng ta thường thấy đó là trông giữ cửa nhà ở phía ngoài cổng. Rất hay có cái hình tượng Kỳ Lân hay còn gọi là nghê. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa tổng thể. Bộ hoành phi câu đối được làm trên nền chất liệu gỗ hương đá, hàng liền khối. Và tiếp theo thì chúng ta đi tới chiếc ban thờ gia tiên. Đây là chiếc ban thờ phụ được đặt ở bên trong chiếc ban thờ chính. Thì chiếc ban thờ chính của gia đình có chiều dài là 1m96, chiều cao là 1m225 và chiều sâu. Và gia đình đã đặt thêm một chiếc ban thờ hay còn gọi là án gian, giường hành ở phía bên trong, có chiều dài là 1m97, sâu 81 và cao là 1m33
đến bậc thấp thứ nhất. Còn bậc cấp thứ hai là cao 19, dài 2 mét, dài 1m97 và sâu là 47. Đó là chiếc cấp thứ hai. Chân là chân vuông 12, được làm trên nền chất liệu gỗ rổi ta, gỗ rổi găng. Và điển hình của chất liệu gỗ rổi này, đó là khi để mộc thì có màu vàng hoặc màu hơi xanh. Và khi hoàn thiện thì nó sẽ lên màu cánh dán vàng rất là đẹp. Chân là chân 12, được đục đó là đầu lân chân móng. Phía dưới thì có gột lá tây. Phần dạ ngang thì được điêu khắc đó là rơi rơi ngậm chữ thọ, xen kẽ là các cái bông hoa hồng. Phía bên trên cổ ban thờ thì được điêu khắc đó là rồng trầu mật nguyệt. Phía trên cốc thì lại có thêm đó là ngai thờ và bài vị. Ngai thờ và bài vị ở đây được điêu khắc trên nền chất liệu gỗ hương đá, cùng chất liệu gỗ với hoành phi câu đối. Chỉ riêng ban thờ là làm chất liệu gỗ rồi, để đúng với chất gỗ mà gia đình đã làm trước đây, đó là chiếc ban thờ chính. Bài vị ở đây có kích thước đó là dài là 28, sâu 22 và cao là cao 69. 69 thuộc cung thêm đinh. Bài vị này cũng được nghệ nhân thiết kế rất là tài tình, và các cái mẫu này được thiết kế độc quyền bởi nghệ nhân Dương Văn Hiền. Bài vị này đang được đánh giá là hàng đẹp, hàng chất lượng cao trên thị trường hiện nay, trên cái thị trường đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Và bây giờ chúng ta cùng đi đến thông số của chiếc ngai thờ. Ngai thờ với bài vị đều là vật phẩm đồ thờ cúng linh thiêng ở phía trên ban thờ gia tiên. Phần dạ được điêu khắc đó là hổ phù. Bên trên đó là ngai cột. Ngai cột và phía trên cùng đó là vành rồng, vành tai rồng. Các cái trụ cột đây cũng được điêu khắc đó là 6 hình tượng rồng quấn quanh chiếc cột, rất là vững chãi. Và ngai thờ thì tượng trưng cho chiếc ghế thờ ông bà tổ tiên để chúng ta ngự ở trên chiếc ngai thờ, để chứng giám cái lòng thành của con cháu. Chất liệu gỗ thì được điêu khắc đó là bằng chất liệu gỗ hương đá. Và kích thước chiều dài 55, sâu 42 và cao là cao 87. Được điêu khắc thủ công hoàn toàn bằng tay, không can thiệp máy CNC, để tạo nên cái độ vững chãi, vững chắc và cái hình tượng rồng trầu rất là đẹp. Xen kẽ đó là hình tượng hổ phù, nghe rất là đẹp, được thiết kế trên cái cỗ ngai thờ gia tiên. Và về mặt ngai này chúng ta có thể để bài vị lên cũng được, hoặc chúng ta để bài vị ra phía ngoài, bên trong chúng ta có thể để bát hương. Đó là tùy theo cái sở thích của gia đình. Bộ combo sản phẩm gồm có ngai thờ, bài vị, ban thờ gia tiên và bộ hoành phi câu đối. Trên mình quý vị và các bạn đang xem, chúng tôi đã đặt chiếc bài vị vào chính giữa cỗ ngai thờ, và cũng là chính giữa của ban thờ. Khi hoàn thiện thì chúng tôi cũng sẽ kê y chang đúng như vị trí như thế này. Và 14 âm lịch sắp tới đây chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thì quý khách có nhu cầu đặt hàng hoành phi câu đối, hàng liền khối được làm trên nền chất liệu gỗ hương, thì hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái bộ sản phẩm mà quý khách đang xem. Video này thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thắc mắc gì về các cái thông tin sản phẩm, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị. Trong video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về công đoạn dát vàng các cái bộ chữ Hán Ô. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.